Xin chào chú chị nha Hiện tại thì em đã mặt ở ngay sau nhà anh này Thì hôm nay thì anh có về là 6 con được sữa nha chị Và trong đây thì đã có một con bự nha Thì cái con nó đứng trước ngay màn hình em nha chị Đã con bự nhất nha Con bò này thì bán lẻ nha chị 5 triệu nha Đó con bò này thì nó gần 5 tháng nha chị Ăn cứng hết rồi nha Đó chăn cẳng thì hoàn thiện Móng sò xé tích là nghiêm chỉnh nha đầu trụi nha anh chị con bò này á, thì con bò đầu tiên nó bự nhất trong đoàn nha anh chị bán lẻ nha 5 triệu đồng một con nha anh chị và cái con mà được sữa này á thì em sẽ bao xe cho anh chị trong phạm vi là 15 cây đổ về nha anh chị từ củ chi tây ninh và bình dương cứ trong phạm vi là 15 cây em sẽ bao xe về tận nhà cho các bác anh chị em mình gần xa nha đó cái con bò này thì em bán lẻ nha đã bán lẻ với mức giá là 5 triệu mà được bao xe 15 cây nữa nha anh chị nên là em mong thì nếu như mà cô bác anh chị có xem chương trình của em á thì cứ liên hệ cho em ngay nha rồi em sẽ quay qua cái đèn bò được sữa bên đây nha anh chị thì cái đèn bật sữa này á, thì nó tầm khoảng là một tháng tuổi cho đến là một tháng rưỡi tuổi nha anh chị đó đã biết ăn rôm ăn cỏ ít rồi nha anh chị đó nó đã biết ăn cám luôn rồi nha đó và cái đèn bò đực sữa này á, thì em đã kiểm tra từng con một nha anh chị xá tích là nghiêm chỉnh nha đầu trụi chăn cẳng thì từng con thì hoàn thiện đứng hẳn hết nha anh chị móng sò nha và năm con được này á, thì em bán sang cả đồng giá với nhau là 3 triệu rưỡi một con nha anh chị năm con là 17 triệu 500 ha thì cái lô được năm con này thì em bán một lần nha chị và em xin nhắc lại lần nữa nha thì năm con được này thì em đã kiểm tra rồi chăn móng hoàn thiện xá tích là nghiêm chỉnh ha đầu trụi nó đã biết ăn rôm ăn cỏ ít rồi nha anh chị đã biết ăn cám luôn rồi nha đó, 5 con em bán một lần là 17 triệu 500 Và giá này á, thì em sẽ bao xe cho anh chị trong phạm vi là 50 cây số nha anh chị Từ Củ Chi, Tây Ninh và Bình Dương á Đức Ngoài, Đức Ngoại, Long An á Thì em sẽ bao xe cho anh chị cho Cứ miễn là anh chị đang ở trong phạm vi là 50 cây Em sẽ bao xe quầy tận nơi Đến tận chuồng cho các anh chị em mình cần xa nha Rất là đẹp nha anh chị Cái lô này ngày hôm nay em lên á là lô đẹp nha anh chị Rất là đẹp luôn á Đó, F1 có F2 có nha mà em bán đồng giá chỉ có 3 triệu rưỡi một con nha anh chị kinh tế rất là cao nha bò này thì nuôi lớn nên có giá trị hơn rất là nhiều nha anh chị có giá trị ha đó bò mà chỉ có 3 triệu rưỡi một con là anh chị biết là bò này em bán ra là bán giá yêu thương dành cho cô chú anh chị mình không có vốn nhiều và anh chị muốn làm giàu về nuôi bò thì anh chị cứ liên hệ cho em ha tại vì bò này em bán giá rất là rẻ nha anh chị chỉ có 3 triệu rưỡi một con nha năm con là 17 triệu năm mà còn được bao xe nữa được bao xe cho anh chị trong phạm vi là 50 cây nha thì em mong thì nếu như mà cô bé anh chị em mình ở xa và mình muốn mua cái lô được sữa ngày hôm nay em lên thì anh chị cứ liên hệ cho em nha đặt cọc trước em là một triệu đến 2 triệu để chúng ta là giữ riêng cho mình là cái lô được sữa này nha anh chị và em sẽ giao đến tận nơi tận chuồng đó để cho cô bé anh chị ha năm công lực này thì em báo giá lại cho anh chị ha 17 triệu 500 còn cái con mà được bự nãy em quay cho anh chị là con đó 5 triệu ha Tại vì con đó lớn nhất trong đoàn nha anh chị Bán lẻ nha Thì tổng cộng hết á, là 6 con một con bự em bán lẻ là 5 triệu bao xe 15 cây Còn 5 con bò này á thì em bán là bao xe cho anh chị trong khoảng vi là 50 cây Đó 17 triệu 500 được bao xe 50 cây nha anh chị Đó và anh chị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bật ngay chung căn báo của em nữa nha Đó Còn bây giờ em chào cô chú anh chị và hẹn tập tiếp theo của em nữa nha